Số 17, hộp đêm cho khách hỏa thần vào miễn phí. Quốc gia này có sự cởi mở và tôn trọng. Hộp đêm Club Market ở Stockholm đã có một chính sách độc đáo, miễn phí vé vào. Sự kiện âm nhạc hàng tuần đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng khi mà các tổ chức của Club Market cho biết mục tiêu của sự kiện là tạo ra một không gian an toàn và thoải mái cho cộng đồng LGBT+ và những người yêu thích sự phóng khoáng. Họ muốn khuyến khích mọi người vượt qua sự rào cản xã hội và chấp nhận cơ thể của mình. Sự kiện tại đây đã thu hút một lượng lớn khách hàng với con số trung bình vào khoảng 400 người mỗi đêm. Điều này cho thấy sự hấp dẫn của ý tưởng. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với hộp đêm này.